Mình có bộ cửa ba ray ba cánh Bản 8 phân rưỡi Thì bạn ở Đắk Lắc bạn ấy đặt Bạn ấy biết là mình có nhiều DC mấy cái chủng loại hệ 93 như thế này Thì bạn ấy đặt Chứ còn bình thường thì nếu mà Bạn nào mà đặt bộ cửa như này mà đi mua cây mới về thì chắc không bao giờ Làm được Vì nó tốn kém rất là nhiều chi phí nhôm vừa dày mà lại nặng thì hình ra là lại còn nhiều mã nhôm nữa thì nó bé bé này lại cũng rất là dễ giới thiệu với anh em đây chỉ làm cái mẫu thôi để cho nó dễ hình dung tiện thì mình nói luôn cách trừ Thì đây nó vẫn gọi là hệ uh, 93 và ba ray ba cánh. Không gian uh, đón gió và đi lại nó sẽ lớn gấp hai lần uh, so với một cánh. Tức là nó sẽ chiếm 2 phần 3 của ô cửa. Đấy, bên này là chốt uh, bán tự sập nha. Làm cửa đi uh, bán tự sập nó đỡ bị uh, uh, tự sập khi mình đi ra ngoài vào là nó không bị tự sập đóng mất cửa của mình nên mình vẫn vào bình thường đấy còn bên này là khóa chữ P nhé cách trừ bộ cửa này như sau đối với những cái khung bao đứng khung bao bên ngoài sẽ được cắt bằng đúng chiều cao của bộ cửa nha ở à, đây cũng có nhiều bạn hỏi là cái chặn cửa thì bắt chỗ nào anh ơi? thì đây nhá, nó ngay cạnh giáp cái cái cánh mà nó có khóa chữ P ấy, hoặc khóa chữ D để mục đích là khỏi bị kẹp tay hoặc là khỏi bị uh, gãy cái uh, tay gạt nhá, cái tay gạt đây. khi mình mở cửa ra thì nó sẽ không bị chạm cái này vào cánh ở bên cạnh nó sẽ không bị gãy. Rồi mình nói tiếp đến cái khung bao ngang trên này nhá, khung bao ngang trên này, thì uh, bằng uh, chiều rộng phủ bi mình uh, trừ đi 3 phân 8. Rồi đến uh, cây uh, đứng cánh nha. đứng cánh thì mình cắt hai uh, cây trơn và bốn uh, cây móc, hai cánh giữa thì là mình sẽ lắp hai hai cánh móc hết nhá thì mình đo chiều đứng của cái khung bao mình trừ đi 6 phân rưỡi là cắt được cánh đứng nha còn chiều ngang của cánh thì mình sẽ lấy chiều rộng của ô cửa mình chia cho 3 sau đó là trừ đi 9 phân 8 là sẽ cắt được cánh ngang của cửa thì bạn nào cứ trong một công trình mà phát sinh một vài bộ kiểu kiểu như thế này Mà ngại đề uh, C rồi là uh, chưa, chưa có đầy đủ dụng cụ để uh, sản xuất Thì cứ gửi mình mình sẽ gia công cho nhá Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi Bạn nào chưa đăng ký kênh thì uh, nhớ đăng ký kênh nhá